chào các bạn. Thì hôm nay vẫn như mọi ngày thì mình vẫn đang làm việc các bạn. Đó, đây là bàn làm việc của mình. Cái đoạn guitar. Đó, mình đang làm về một youtuber về hướng dẫn guitar này. Hi everyone, today we say I'm how to play the blue over you by Mason Ramsey. First, you can find the full code in the description. First, you can go into third frame. The chords of the song are C, G, B, 3, 2, 1, 2, 3, B, 3, 2, 1, 2, 3. As you play on C, F. Same way for track to the car, let's do bang, down, down. The first C, F, D, M, G, C, F, D, M, chorus C, D, A, M, F, C. Nó cứu dù nó cái đầu nó quay 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 nó tưởng này dạ. Thuốc mà vô dạ This is my chicken farm. It's so secure and strong.
với lạc giả các bạn. Thì đây là thường là ngày Tết này mua về để mà tiếp khách các bạn. Chỉ có Tết thôi. Đó là lạc giả người ta tự làm ở Việt Nam các bạn. Dâng lên. Đây là cái hạt của nó các bạn. Thì nó hơi cứng. Thường là ăn ở nhà thì mình nhai cho nó mềm ra, xong bóc ra, hoặc là có dụng cụ bấm chứ nó cứng các bạn. Cán nó hơi nè, mình múc ra nè, nó mềm sao mà cán ra. Ok các bạn, thì mình mới vừa đi đá banh về. Là mình đá banh về trễ nên là thường sẽ ăn sau. Bà mẹ thì đi ăn sau mà uống cà phê nè. Đó, thường mình mới khi đá banh về thì sẽ ăn và đi ngủ thôi chứ còn không làm việc nữa. Đó, hôm nay là mình ăn cơm với lại trứng. Trứng dầm mắm các bạn. Đây là cơm thịt bò mẹ mình nấu nè, ăn nói chung mình rất thích món này nha. Thịt bò. Thì cái món này thì đơn giản các bạn, thì nói chung ở Việt Nam thì hay ăn có nước chấm làm mắm các bạn, làm được nhiều, rất nhiều món, và đây là một trong những cái món biến tấu là trứng gà dầm với mắm, bỏ thêm một xíu ớt để nó có một cái vị the the. Thứ nhất là nó giảm đi cái mùi trứng nếu như các bạn không thích, bỏ thêm một ít tiêu đó, rồi cho cái nước này vào. Đương nhiên là nó sẽ hơi mặn nếu như các bạn không quen, nhưng mà dân Việt Nam, nhất là ở miền Trung của mình, thì ăn như thế này rất là bình thường các bạn. Nói chung là ăn mặn cũng không có tốt, nhưng mà ngon quá. Hãy trứng nè. Trong mà hè bữa trước, là mấy bữa trước một cả tuần đó là mình bị đau, nên là ăn cái gì cũng mệt. Hôm nay đỡ rồi, ăn được hầu như mừng đó. Không có gì gọi là bằng sức khỏe. Làm mới đi banh lại, mấy bữa không đau là mình say đi banh lắm. Chiều đi banh rồi đấy, ăn sao cơm sao. Nó ở banh về thì đói nó mệt, chứ mà nó đói về sao mà nó ăn sướng các bạn. Ăn đỡ lắm. Cảm giác là hệ tiêu hóa mình nó tốt á. Sức khỏe nó đỡ bạc hơn. Cũng ngon hả? Đây là món thịt bò này. Nói chung mình làm cái gì mình cố gắng giữ sức khỏe các bạn. Rồi trước đó là mình ít đau lắm, tại vì mình tập thể dục á. Nhưng giờ được Tết vừa rồi đông người quá, thành ra thời gian của mình nó bị chi phối nhiều thứ á. Mình không có thể tập mà kiểu như hai thức khuya dậy sớm phụ công việc rồi đó. Rồi mới có bữa đi chợ lúa nữa rồi xuống ngủ.
Chẳng mấy bữa thôi là tự nhiên nó thời tiết thay đổi nữa, sức khỏe đi xuống. Cũng vừa phải dưỡng lại khoảng ngay gắn bò ăn tuyệt vời. Good morning. Start of the day. Today I'm feeling very good. Maybe because yesterday soccer match, playing soccer has me a lot better. This is my case for test holiday. This is cookies, omelette, chili. This is chili. And cats, solai cats, very delicious. I am a worse. My morning task is to make guitar studio for first song. I done two songs already. Now continue working. See my computer and my guitar. Now I will go wash clothes and blankets.
nó lẹ nó ăn nó vẫn ăn mười. Đây là cho gà nào gà lớn à? Gà lớn là nhỏ để trong hướng dẫn cho. À nghe. Là hạt mứt. Đó, một bữa thôi. Một bữa ăn á. Là một buổi à? Ê, sáng rồi bắt đầu một chiều. Chiều tiếp. Ăn tiếp. Đó, chỉ bao nhiêu thôi. Cái đậu. Nè, cái đây là cái đậu nành này mình đủ. Mứt mỹ dài. Cái này nó nhiều nha. Rồi bó đâu vậy? Đưa ra nè. Chị? Đưa ra nè. Rồi mới đổ chú vô. Tớ nhiên. Dạ cây khoái lên. Rùa con bát lên nó. Đó là nó ăn trong ngà đó hết. Trộn vô luôn trong đó luôn cũng được. Cho gà nồi ăn. Cô mới đúng ra là để cho mấy gà ăn nhiều hơn. Em vô rồi bỏ khuôn nữa cho nó ăn. Lấy nước cái ruột, cũng lấy cái thuốc ba con bỏ vô y như bố mẹ bỏ vậy đó. Bỏ nhiêu chứ? Cái lượng vừa thôi, vừa bỏ rồi, vừa làm sao làm nữa. Vừa uống cà phê. Nhiêu. Đó, trái rồi tỏi. Bỏ cám vô món đó. Nên cám hả? Ê, cho nên cám thôi. Rồi canh ngà thì rút bánh điện ra. Canh đêm gánh vô chỗ đó. Nói như vậy thôi, rồi canh ngà thì rút ra, còn canh ngà nó đi đây, nó chơi, nó làm giữa đó nè. Nè, nó vô nó ăn cái lỗ. Ha, nó có đâu. Nè. À, mà sao đâu mà. Thuốc vô rồi, để gì đó cho nó uống. Tomorrow, my parents go on a trip for 2 weeks, so I have to take care of the chicken for my mother. My mother just tells me how to take care of the chicken.